Xin chào bác nhá. Tiếp theo clip này thì em đang test một bộ karaoke cho mấy khách hàng. Test cho mọi khách hàng. Với những dòng cụ đẩy 6 sát này thì nói chung là ghép mới vang thì mic thì nó vang nào mic nào cũng rất là hay, bởi vì đẩy là hàng chất bác nhé. Anh Nguyễn Ngọc Thanh có địa chỉ ở cầu Khai Đông Quương Yên Văn Yên Yên Bái nhé. Thì hàng của anh ấy tổng là em đi 2 kiện. Một cục đẩy công suất và vang mic thì tổng cái bộ này thì đẩy này là 5,5 triệu này, vang là 3,2 triệu, mic là 2,7 triệu thôi nhé. Một bộ karaoke này thì con vang sử dụng vang Studio T3 hàng bãi nhé, thì mà căn chỉnh cho anh 4 chế độ. Đấy, nói chung là về thì anh ghép những dòng loa Mỹ, dòng này thì các bác ghép thì nó rất là hay. Thì con vang này thì nó có 4 chế độ, nó ghi là M1 này, M2, M3, M4 này. Thì chúng ta hát chế độ nào chúng ta sẽ ấn thôi. Về chế độ 1 này. Đấy. Và muốn hát chế độ 4 này. Ấn một nhịp thôi. Cứ khoảng 5 giây thì bác muốn chuyển chế độ, bác khoảng 5 giây để nó loát xong nhé. Ấn một nhịp thôi thì nó khoảng 5 giây là nó loát được. Đấy, nó đang sang chế độ 4 này. Bây giờ muốn về chế độ 1 này. Đấy, ấn khoảng 5 giây là nó loát được. Để nó nháy, để nó loát này. Đấy. Ấn một nhịp thôi nhé. Ấn lâu giữ là nó sẽ lưu mất. Còn đây là to nhỏ này, ghi rõ này. To nhỏ còn nhạc này. Nó có chữ music này là to nhỏ này. Đấy. Con này là to nhỏ của mic này. Đấy. Còn cái này là to nhỏ của delay, tức là nó reverb này, to nhỏ cái echo này, vang nhại này. Thì tí vang cái mic thì em sẽ bảo quản, em đóng vào trong tủ xốp và dây jack thì đấu sẵn. Về thì bác chỉ việc cắm mỗi cái jack nêm vào đẩy là xong thôi. Đấy, nó dễ lắm. Thì với bộ karaoke này thì các bác nói chung là chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay, và đặc biệt là sử dụng những dòng đẩy ấy. Như em đã nói là đây là những dòng đẩy bãi thương hiệu của Mỹ. Nó chạy 16 giò sắt và 16 giò than. Những dòng đẩy này thì các bác chơi vang rồi loa nào cũng hay hết đó nhá. Đấy, bởi vì hàng nó cực kỳ chất. Chúng ta nhìn cái linh kiện của nó, sò toàn sò Mỹ, Mexico giò sắt này. Và 16 giò than là sò của Nhật, và máy móc nó đẹp. Hàng này thì cực kỳ là mới đó nhá. Hàng nói chung là siêu lướt và hàng mới rồi lại không có. Đấy. Bác chơi hàng này thì nói chung là nồi đồng cối đá, hàng giò sắt thì nó chịu đòn tốt mà đánh càng nóng càng hay. Với những dòng loa công suất lớn thì có đánh những dòng này thì nó mới chịu tải được nhé. Đấy, thỏi sắt này nó lì. Đấy. Cho nên là những dòng này thì các bác đầu tư những dòng này thì cực kỳ là yên tâm. Con này đây, sau đây thì tín hiệu 2 đường vào bằng Canon mới nhé. Còn 2 đường này 2 đường link. Còn các chế độ này em gạt sẵn này, Sitte này, chế độ 8 ohm, 4 ohm, độ nhạy em gạt hết rồi. Đấy. À, chỗ này còn cái này thì gạt này tím sẽ gạt hết. Đây, tất cả phải gạt hết sang ấy nhé. Gạt hết sang cái. Đấy, gạt hết sang này thì nó, chỗ này nó cắt cốt này. Đấy. Con này thì nói chung là đẩy này thì các bác chơi cực kỳ là hay. Đây, em alo thử bác xem. Hay lắm. Alo tiếng mới cho nghe thử. À, những dòng vang số thì cửa hàng cài đặt rất là cẩn thận cho bác nhé. Và tiếng mic rất là bay, chống hú và hát nhẹ, vang vọng tốt. Đi 1 2 5 6 7 8 6 7. Tiếng mic thì nó ấm, nó ngọt nhưng mà nó lại phải sáng, tiếng xì của nó lại sang đó nhá. Đấy, cài vang số này nó cũng khó. Nên là cài làm sao cho các bác là tiếng mic là khi chúng ta hát là nó có cái độ ấm, tức là cái độ mềm của tiếng bass. Đi 1 1 1 2 2. Nhưng mà khi mà cứ lên cao thì cái tiếng giải, tiếng gió nó phải có cái độ bay thôi nhé. 6 6 7 6 7 đi 6 6 đi 6 đi 2 2 được 2.
phải gọn gàng và nó phải rõ ràng quá nhé. Hai 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 sáu bảy một. Thì cái bộ karaoke này thì nói chung là các bác tham khảo từng sản phẩm một, chúng ta đẩy hoặc vang hoặc mic. Cảm ơn bác khách hàng rất là nhiều, thì em cũng xin làm một đoạn clip để quay cái sản phẩm của bác khách hàng cho làm một cái video làm kỷ niệm nhé. Em xin chào bác ạ.